Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Tom Hero, let's go. Okay.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Hello Slayball, let's go. ACT1. Ok, và nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn phải đi theo quả bóng này. Sau đó thì các bạn sẽ biết được cái nguyên nhân vì sao và vì cách nào để các bạn đột nhập vào nhà ông ta. Thì ở đây các bạn đi tìm quả bóng, sau đó thì các bạn mới biết nguyên nhân là ông ta giúp một đứa trẻ, sau đó cất một chiếc chìa khóa đỏ lên trên lóc tòa nhà. Và các bạn phải tìm một chìa khóa đỏ, sau đó thì sẽ đột nhập vào căn hầm của ông ta. Ở đây thì ông ta đang chuẩn bị cất chìa khóa đỏ. Ông ta cất và để trên một cái bàn tròn trên cao. Wow. Ok, let's go. Giờ mình sẽ đột lập nhập lên trên mái. What? Ok, không hiểu sao quả vừa rồi gọi là rồi tận ra ngoài luôn. Let's go. Hiện rất là nhanh, chạy luôn. Ok, đây rồi. Chờ ông ta đi ra ngoài, sau đó mình sẽ đột nhập vào trong nhà. Let's go. Rồi, mình đã vào trong căn hầm của ông ta. Và bây giờ sẽ đột nhập vào trong sâu xem thế như thế nào. Let's go. Bật công tắc ở đây lên. Bắt đầu người máy nó hoạt động. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Power Master. Player 1, choose. Wow, 9 vẫn cao, cái này chắc khoảng 7 thôi. Wow. Xảy đi. Oh my god, cái này phải tính khó rồi. Hơi cao, 69 khoảng 25. Hai sáu đi, 27 rồi. Trúng không? Ok. Oh man. Ok. Hết sát. Đứng dậy nào. Fatality. Epic win. Player one, choose. Oh, chưa xuống. Cái này khoảng 17 hoặc 18 rồi. 17. Chi. Oh my god. Wow. Fatality. Win. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ tư, True Quest TV Show. Let's go.
Ok, bộ đội đâu? Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game tiếp theo. Simple Dream. Let's go. Quái, tiêu diệt thôi, phải tiêu diệt được quái và lấy lại những gì nó mất. Wow. Yeah, ok. Trèo lên thân cây nào. Trên này không biết có gì không. Wow. Quái thú đang rơi, bay. Tiêu diệt hết luôn. Ok, let's go. Ok, let's go. Trên này có một cái hộp. Chưa được một ông phù thủy, chưa xin ông ta. Oh my god. Một con quái to đùng mà đập một phát mình chết luôn cả ba trái tim luôn. Wow. So ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Let's go. Ok. The Flash. Thank you.
Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Hello Slyball, Ian Six. Let's go. Ok, và phần này thì các bạn phải đi tìm những con thú bông. Sau đó các bạn sẽ vứt vào trong giỏ đủ 16 con và các bạn sẽ hoàn thành được cho các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm. Oh my god, còn những bạn đó đang ở gần đây. Chuẩn hoàn chỉnh luôn. Vẫn chưa lên trên này, kẹo nữa thôi. Khi lên được trên này là các bạn có thêm một hòn đá nữa, và khi đó các bạn có thể thoát được khỏi sự chạy trốn này bằng cách các bạn chờ lên cao. Sau đó mình sẽ tìm những con thú bông. Tình trạng này vẫn đang ở gần đây. Ok, let's go. Chỉ còn kẹo nữa thôi, mình sẽ bám ở đồng dây bên này. Wow, gần được. Dù anh ta ra ngoài rồi đã. Let's go. Ở trên này sẽ có 1-2 con. Ok. Oh, có tẹo nữa kìa. Oh my god. Cần lệch đi một tí vào rồi. Anh kia như bị lag rồi. Ok. Đã có. Oh, cái này rất là mạnh luôn. Wow. Yeah, ok. Chết rồi. Chúng ta không có chỗ lên chỗ này, bắt một phần nhảy cây thủ kia. Đây rồi. Nhưng mà mình trước hết mình phải lấy thêm mấy cái con ở trên này đã. Ô, phải nhảy lại rồi. Oh my god. Ok, 2 con. Ở đây là quả trứng. Ok, nó bay đi. Con thứ 3. Sau đó các bạn lại đi nhảy chỗ khác thôi. Rồi các bạn sẽ hoàn thành được game, bắt đủ 16 con thú bông. Nó rất đơn giản thôi. Ở trên này còn một con nữa này. Wow. Ok, rồi và mình sẽ chuyển tiếp từ game tiếp theo. Let's go. Thank you.
Oh my god, quả này là quả lừa, quả này hơi bị đau luôn. Ok, mình sẽ cứu sống cô gái này. Quả lừa quá là đau. Vậy là cái này điều khiển nó rất là khó các bạn nhé. Let's go. Làm của nó bảo vệ cho an toàn. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.